Tương lai của con người vào 1.000 năm sau đang bị đe dọa. Thế giới ảo mà họ tạo ra để trốn thoát khỏi loài sinh vật mới Yamato cũng chính là mồ chôn của họ khi God Yamato được tạo ra. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, Ningram đã nhờ sự hỗ trợ của một nhân vật bí ẩn với hình dạng của Kiss. Hắn ta đã được đưa về quá khứ bằng Vision Driver để ngăn chặn ngày mà God Yamato được sinh ra, cũng là thời điểm sau sự kiện trong series của Kiss. Sau những sự kiện trong series của Kiss, Nasbaro hắn ta đã tạo những Yamato có hình dạng tương tự với con người, sống hòa hợp với loài người. Trong số đó, một cô gái Yamato đặc biệt đã kết hôn với một nhân loại và đã tạo ra một đứa trẻ lai giữa cả hai giống loài. Đứa trẻ này lớn vô cùng nhanh do sức mạnh của Yamato trong người nó. Sự tồn tại này cũng ảnh hưởng ít nhiều tới Buffa, kẻ mang trong mình sức mạnh của Yamato. Để bảo vệ con của mình, người mẹ đã chuyển hóa hình dạng Yamato với tư cách là Queen, nhưng nó bị cả ba Rider, Tycoon, Nago và Buffa ngăn cản. Trận chiến căng thẳng giữa cả hai phe đang diễn ra thì cánh cổng không gian đến từ tương lai cũng đã xuất hiện trên bầu trời. Kẻ bước ra từ nó là một kẻ giống với Ace, với mái tóc cũng như bộ đồ trắng đặc trưng của vị thần sáng thế. Hắn ta không phải là Ace mà họ biết, một kẻ đến đây để đưa ra phán quyết Judgment. Chuyển hóa thành Kamen Rider với tên gọi Doom Kiss. Hắn ta là phiên bản hoàng kim của Cross Kiss với tông màu và vũ khí gần như tương tự, chỉ mất đi thành Rising Sword. Về sức mạnh, hắn ta có khả năng đánh ngang ngửa với hình dạng Kiss Knight với sức mạnh toàn bộ của Ace. Cả hai bên đều có những chiêu thức cũng như khả năng tương tự nhau. Những nhát chém của Doom Kiss mang sức mạnh của ngọn lửa hủy diệt với tông màu vàng kim đặc trưng, xé toạc tất cả những kẻ thù mà nó chạm vào. Dễ dàng đánh bại cả ba Rider chỉ bằng một cú finish đơn giản. Ngoài khả năng dùng kiếm, hắn ta vẫn có những khả năng như sử dụng sóng năng lượng từ tay, quét tan những kẻ thù xung quanh cũng như tạo những quả cầu lửa màu vàng, tăng khả năng tấn công tầm xa và khả năng hủy diệt của hắn. Hắn cũng thể bay lượn một vị thần chân chính, khả năng chiến đấu ngang ngửa với Kiss Knight. Trong trạng thái cơ bản, hắn cũng hệ thao túng một không gian nhất định, tạo những sợi xích nhằm trói buộc lại sức mạnh của Ace, đòn tất sát. Doom Kiss Victory, hắn ta sẽ triệu hồi lên bản thể cáo chính đuôi của mình, phóng thích nó vào hướng kẻ thù. Với nguồn năng lượng khổng lồ và ngọn lửa vàng kim mà nó để lại khi di chuyển, sau đó hắn ta lao nhanh về hướng của kẻ thù và ra một nhát chém chí mạng.